Hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi khám phá nhanh chiếc Volvo XC90 2020 với ngoại thất màu xanh rất đẹp luôn. Đó, lưới tản nhiệt kiểu mới trên XC90 vẫn là kiểu thiết kế quen thuộc, tuy nhiên những cái chi tiết này nó đã được ốp cái chi tiết màu chrome bên ngoài, và cái viền này cũng là chrome, nhìn rất đẹp luôn, trông tinh tế hơn. Và vẫn có một chiếc một đường chéo ở đây và cái hộp cảm biến Volvo tích hợp với camera trước. Đó, bạn, cản trước cũng đã được thiết kế lại một chút trông nó hầm hố hơn. Đó, bạn nhìn cái góc này, nhìn cái cản trước và những cái hốc hút gió trông hầm hố hơn. Ở đây thì chúng ta có một cụm đèn pha LED full LED luôn. Đó, LED thông minh luôn, rất nhiều bóng LED, các bạn thì quan sát kỹ này. Đó, rất nhiều bóng LED nhỏ bên trong. Và cái điểm ấn tượng nhất chính là cái đèn định vị kiểu búa tho rất là nổi tiếng trên những chiếc xe Volvo. Ở đây thì có đây cái công nghệ LED của Volvo đây, full LED active high beam. Đó, Volvo trên. Đây là những cái thông số kỹ thuật và giá bán. Giá bán của xe là 4 tỷ đồng. Kích thước là 4950 chiều dài, 1931 chiều rộng, 1776 chiều cao. Chiều dài cơ sở là 2984. Trên này thì dùng động cơ 2.0 lít i4 Supercharged và Turbocharged. Dẫn động là AVFD, công suất của chiếc này là 320 mã lực và mô men xoắn cực đại là 400 Nm. 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây và tốc độ tối đa là 230 km/h. Đó là những cái thông số cơ bản của chiếc XC90. Đây thì chúng ta có bộ mâm 20 inch lốp 275/45 2468/10 chấu. Đó, 10 chấu này. Nhìn phát là nhận ra ngay của Volvo luôn. Đó, ốp kim loại hai bên hông xe với dòng chữ Inscription. Một chiếc xe an toàn nên chắc chắn là có hệ thống camera 360 độ rồi. Đó, camera trên gương này. Đây là hàng phía sau, phần đuôi của xe. Cụm đèn hậu đặc trưng luôn các bạn, đặc trưng hình tia sét. Rất ấn tượng, nổi bật và rất là quen thuộc. Nhìn cái nhận ra ngay là Volvo rồi. Đây, phiên bản T6 Inscription AVFD. Cản sau. Đó. Rồi. Bỏ qua cái phần ngoại thất của xe, chúng ta bây giờ sẽ vào bên trong khám phá nội thất nhé. Khám phá nội thất của chiếc Volvo XC90 này. Mình sẽ vào ghế hàng ghế thứ hai trước đi. Wow, nội thất. Nội thất của chiếc này bọc da màu nâu cà phê. Đó, nhìn đã thấy sự sang trọng rồi. Đó, hàng ghế thứ hai với 3 vị trí ngồi. Chia theo tỷ lệ, tỷ lệ 4-2-4 luôn nhá. Có nghĩa là từng cái ghế một sẽ gập riêng biệt với nhau chứ không có liên quan gì đến ông nào hết. Cửa sổ trời toàn cảnh này, đó, siêu rộng luôn. Hệ thống loa đây. Bauer Wind Kit, mình đã từng được trải nghiệm chiếc này rồi và chạy từ Hà Nội xuống Hạ Long. Với cái hệ thống loa này thì nghe phê thôi rồi các bạn, cực chất luôn. Đó, ghế sau cũng được bọc da đục lỗ thông hơi này, đó, rất là cao cấp luôn. Hệ thống điều hòa phía sau đây, đó, hai vùng ở phía sau và được chỉnh điện, chỉnh gió bằng cảm ứng các bạn nhé. Đấy, các bạn cảm ứng. Ở đây mình chưa bật hệ thống điện nên nó chưa chỉnh được. Đây, gặp riêng biệt luôn các bạn nhé, rất là hiện đại luôn, mỗi chiếc riêng. Và đây là ghế thứ đây là ghế thứ ba này các bạn. Đây, gật cái này lên, hàng ghế thứ ba đây cũng được bọc chất liệu da và thông hơi. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Khi nó được gập xuống thì nó sẽ gập phẳng như này. Không gian dành cho hàng ghế thứ ba thì hơi nhỏ một chút, phù hợp với người lớn tặng nhỏ hoặc là trẻ em thôi. Đây, tiếp tục chiêm ngưỡng hàng ghế thứ hai của chiếc Volvo XC90.
2020. Đó, khá là rộng luôn các bạn nhỉ. Da của chiếc XC90 này sờ rất là thích luôn. Hàng phía sau thì là chỉnh cơ, không phải là chỉnh điện. Cái vị trí giữa này mình nhớ không nhầm thì nó có cơ cấu dành cho trẻ em. Đây, cơ cấu dành cho trẻ em. Ngồi như này nó sẽ cao hơn và nó sẽ sát với cái lưng ghế này hơn, thì trẻ em có thể vẫn đeo được dây an toàn như thế này. Nếu mà ngồi ở vị trí này thì nó sẽ rộng quá, to quá và khó đeo. Đeo nó sẽ thể lên chịt tới cổ luôn các bạn nhé. Đó là sự khác biệt của Volvo. Sự an toàn được đề cao. Đó các bạn nhìn thấy, đây chính là vị trí dành cho trẻ em ngồi nó cao lên và sát với cái này hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái bệ thì tay ở đây và hai khay để cốc. À, giờ sẽ lên khoang trên. Đây, khoang lái này. Thế ngồi nhớ ba vị trí. Đó, nhớ ba vị trí ở đây. Đó, loa Bowie Wikis. Gỗ này, gỗ sờ, gỗ sần nhá, với những cái đường vân sờ rất là thích luôn. Đây là ghế lái. Đó. Thiết kế thì vẫn phong cách giống với đời trước thôi. Đục lỗ thông hơi này, chỉnh điện đa hướng ở đây. Đó, chỉnh điện đa hướng ở đây. Đây là bơm bơm hơi ở trong. Đã ngồi vào bên trong khoang cabin. Đó. Mình vừa mới ấn cái bơm hơi là nó hiển thị trên cái màn hình này luôn. Volvo thì nổi tiếng với kiểu màn hình to và xếp dọc ở đây rồi. Thế nên các bạn nhìn thấy cái là nhận ra ngay của Volvo. Thậm chí là khi VinFast thiết kế kiểu màn hình này thì nhiều người cũng cho rằng đây là VinFast thì lấy cảm hứng từ những chiếc của Volvo. Đó là sự đặc biệt của Volvo, nó tạo nên một cái xu hướng mới. Cũng giống như những chiếc Tesla có cái màn hình gần to hơn nữa và lược bỏ hết tất cả các phím bấm để điều chỉnh trên cái màn hình luôn. Hai cửa gió điều hòa hai bên này. Cái màn hình này thì nó cũng điều chỉnh được cả điều hòa này. Đó các bạn, nhiệt độ nữa. Có cả thang số luôn cho các bạn chấm này, 24 này, 23, 22, 21 này. Đó, hay, khá là hay luôn. Điều hòa, lượng gió đây. Giảm ở đây này. Cả lâu ở đây này. Đấy, thông hơi sấy ghế này. Đó, tắt đi này. Đây là auto. Đó, các bạn tăng lượng gió như thế này. Đó, tất cả đều là cảm ứng nhá. Rất hiện đại luôn, cả lâu luôn này. Ở bên này cũng thế này, hai vùng độc lập ở phía trên này, đó. Có các hệ thống giải trí này, có AM, FM này, radio, favorites, Bluetooth, USB, iPod, đó, cài đặt sound export này, đó các bạn. Dạp hát di động luôn các bạn nhé, cực chất luôn các bạn. Sẽ kết nối, các bạn có thể điều chỉnh những cái thông số của hệ thống loa ngay ở phía trên này. Tùy biến theo sở thích của các bạn luôn. Đó, các kiểu kết nối này. Chưa biết là về home. Về home thì thế nào. Wow, rất nhiều các bạn ơi. Camera 360 độ này. Đó, hiển thị camera 360 độ nha. Đó, có người đi phía sau nó hiển thị luôn. Báo thông báo luôn nhé. Đấy, chúng ta sẽ quay lại 360 độ view đó. Các bạn cũng có thể zoom này. Trên hiện tại thì đây nó không hiển thị được. Đó, rất nhiều này, park assist là những cái tính năng về camera và hỗ trợ đỗ xe. Cái này là lane keeping, là giữ làn này, cảnh báo lệch làn và giữ làn này. Nói chung rất nhiều. Volvo XC90 từng nổi tiếng là mẫu xe an toàn nhất thế giới, SUV an toàn nhất thế giới, thế nên các bạn không cảm thấy lạ khi những trang bị công nghệ an toàn trên mẫu xe này là cực kỳ nổi bật. Ở phía sau vô lăng là có cái màn hình đó, full màn hình, kích thước có lẽ khoảng 12,3 inch, giống với đa phần những chiếc xe khác. Đây là full điện tử luôn. Đó. Vô lăng 3 chấu, tròn vo, bọc da, cầm rất là thích luôn. Chiếc này thì, mình nói luôn là chiếc này có hệ thống lái tự động thông minh, rất rất thông minh luôn. Mình đã từng được trải nghiệm và các bạn có thể cho nó chạy tự do, tự động ở trên cao tốc một cách rất là thoải mái. Nó đọc biển báo, nó bám xe phía trước, nó giữ làn, nó tự ga, nó tự đánh lái, các kiểu luôn. Cực kỳ thích luôn.
không nói sâu được về cái vấn đề này. Tuy nhiên nếu mà các bạn có cơ hội trải nghiệm chiếc này trên cao tốc thì hãy thử cái Autopilot. Không biết, mình không nhớ là chiếc này đã là cấp độ 3 hay là cấp độ 4 rồi. Tuy nhiên nó rất rất hiện đại, và khi các bạn chạy trên cao tốc như Hà Nội Hải Phòng thì cực kỳ nhàn chân ga, nhàn chân nhàn tay luôn. Nó sẽ tự đánh lái, nó tự bám xe phía trước. Tuy nhiên khi các bạn bỏ vô lăng ra quá lâu thì nó sẽ có cảnh báo, và các bạn sẽ cầm vào thì nó sẽ hết cảnh báo, sau đó nó cứ thế là chạy thôi. Nó tránh được cái hiện tượng các bạn là ngủ gật hay là ngủ quên trên xe thì rất là nguy hiểm. Có nhiều những cái tính năng ở đây này, đó. Ra lệnh bằng giọng nói này. Hơ, chiếc này lại không có lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Hơi đáng tiếc. Đây cũng là một trong những cái rất là nổi tiếng trên Volvo, đó là cái núm Startup Engine. Không phải là các bạn ấn xuống mà các bạn xoay nó sang bên phải thì nó sẽ khởi động nó các bạn nhé. Xoay sang bên trái thì nó là stop. Đây cái drive mode ở đây thì các bạn dùng con lăn đó, các bạn lăn ở đây để thay đổi này. Phanh tay điện tử này, nút đây gọi là idling stop như trên Honda đó các bạn. Cần số này, PRND này, cộng trừ và bọc da phía dưới, ôm gỗ, gỗ sần rất đẹp luôn, gỗ sần rất ấn tượng các bạn nhé. Nói chung là những cái chi tiết đã được tối giản rất là nhiều. Còn đây là không gian tổng thể, không gian nội thất của chiếc Volvo XC90 này, rất đẹp, rất ấn tượng. Động cơ 2.0 lít, 4 xi lanh và công suất là 320 mã lực, mô men xoắn cực đại là 400 Nm. Hệ thống loa là Bowerwickis, cực kỳ chất luôn, mình phải nói là cực kỳ chất luôn. Và các bạn nếu có cơ hội trải nghiệm những chiếc Volvo XC90 thì hãy thử hệ thống loa ra bát di động trên Volvo XC90 các bạn nhé. Và chiếc này đang được bán với giá 4 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với X5, với Mercedes-Benz 450 hay với Q7 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.